Nếu anh chị có hỏi em Tuấn Arium rằng nhà anh chị đang thiếu một cái điểm nhấn nào đó thì em Tuấn sẽ trả lời là đây là cái điểm nhấn mà chúng ta đang cần phải có đây. Một cái bể cá vừa có thể đặt ở bên ngoài sân vườn mà vừa có thể là đặt ở trong nhà đều rất là đẹp. Và cái bể cá này nó có cái đường kính rất là rộng ha, và cái tổng thể chiều cao nó cũng rất là cao luôn. Nó vừa đủ cho chúng ta chăm sóc cây cối mà vừa có thể là chăm sóc bể cá, ngắm nghía bể cá mỗi khi thời gian rảnh ha. Thì để chia sẻ ở cái phần phía trên, em mới vừa hoàn thiện cái bố cục này á, thì bên phải em có đặt một cái bình gốm thác nước đây. Đây là một cái bình gốm thác nước kiểu mới ha, nhìn nó rất là cao cấp sang trọng đó, nhẹ nhàng để chảy nước xuống. Và ở đằng sau em lại lồng ghép thêm là thứ nhất là một vài cây bonsai nhỏ ở đây và một cây bonsai lớn ở đây, để nó tạo ra một cái khu vườn sinh thái tự nhiên ngay trên cái bề mặt vườn của mình ha. Đó, ở xung quanh thì em lớp thêm một cái lớp rêu đó, nhìn nó rất là tự nhiên. Ở chính giữa thì em lồng ghép tượng Phật nè, đó phía sau là một cái tảng đá, một cái núi lớn ha, để nó có thể là mang một hai đợt che chắn ở phía sau, nhìn nó sẽ đầy đặn hơn. Rồi ở còn phần phía dưới thì em sẽ tạo một cái phần phun sương tạo khói á cả nhà đó, để cho nó mờ ảo, nhìn nó huyền diệu một xíu đó. Ở bên trái em thì em có trồng thêm một vài cây bonsai nữa để nó tăng thêm cái phần vẻ đẹp tự nhiên hài hòa cho cái bãi cá của mình đó. Đèn thì em đặt ở đây để nó chiếu thẳng vào cái phần tổng thể để nó đẹp lung linh cả một cái bố cục luôn đó. Hoặc không thì chúng ta có thể là dùng cái đèn này chiếu ở xuống phần bãi cá cũng được nha cả nhà đó. Ở dưới đây thì em chưa có nuôi cá gì cả, tại vì em mới vừa hoàn thiện cái bể này cho khách ở quận 12, chuẩn bị gả về nhà cho khách rồi. Nhưng mà trước khi gả thì em giới thiệu cho cả nhà xem trước, đây bể cá rất là đẹp ha.